chào các vị đồng tu chào mọi người hai ngày nay từ bắc kinh cam túc sơn đông liêu ninh và rất nhiều khu vực khác của Trung Quốc, còn có đến từ Ma Cao, Hồng Kông. Và có người đến từ Pháp. Từ Nam Bộ. Và Đài Bắc, Đài Loan. Có rất nhiều đoàn đến đây. Tổng số Khoảng gần sắp xỉ hai trăm người. Nhân duyên thù thắng vô cùng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Hôm nay đoạn kinh giang này là trọng tâm của toàn kinh, là tinh hoa ở trong hội thập thiện nghiệp đạo của Thế Tôn là lời khai thị đặc sắc nhất. Vì tối hôm nay chúng ta giảng kinh mà những đồng tu này không thể đến để nghe được. Tôi nghĩ đoàn kinh văn này chúng ta nên bảo lưu lại để khi mọi người đến Hãy giảng kỹ với họ Đối với chúng ta Tu hành, giảng sanh, chứng quả Nó có quan hệ mang tính quyết định Lòng người Thế gian cách nghĩ phức tạp vô cùng quả thật với phần trước đã nói trong kinh dùng thí dụ để nói tất cả chúng sanh trong biển lớn hình sắc khác nhau không có gì không phải từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thử xem xã hội đại chúng họ nghĩ gì? Họ nói những gì? Họ đã làm những gì? Quan sát tỉ mỉ thì hoàn pháp lợi sanh mới có thể khế cơ Nếu như không biết căn tánh chúng sanh, không biết điều cần thiết trước mắt, thì cái pháp này vô dụng rồi. Cái gọi là khế lý, không khế cơ. Cổ Đức gọi đây là lời vô nghĩa. là hí luận Khế cơ không khế lý Là ma nói Những thứ mà ma nói khế cơ Căn cơ hiện nay là gì vậy? Tự tư tự lợi Danh vọng lợi dưỡng Tham sân si mạng mà, mà chuyện nói những thứ này Mọi người vừa nghe liền hoan nghỉ vô cùng Những lời thuyết pháp này Dẫn dắt bạn đọa địa ngục đó là ma nói phật thuyết pháp nếu như không khế cơ ngài khế lý tuy không hại người nhưng mà chúng sanh nghe rồi không được lợi ích Cái triết pháp này cũng là vô dụng. Chúng ta học Phật trải qua nhiều năm nghiên cứu, học tập như vậy. Phải chân thật giác ngộ được sanh tử là việc lớn nếu như không có cảnh giác này thì chúng ta cả đời này học phật chỉ uổng công thôi một đời này nhất định là vô ích có thành tựu hay không thiền đạo đại sư nói rất hay điều do duyên ngộ không đồng Ở trong duyên Cái quan trọng nhất là Thiện tri thức Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu Câu nói đầu tiên là Vậy chúng ta Phải cầu minh sư Tiêu chuẩn của cổ nhân là gần gũi thiền tri thức khi mình chưa khai ngộ khai ngộ ở đây là nói minh tâm kiến tánh thì nhất định không nên xa rời thầy các bạn hãy xem thiền tông ngũ lục ngũ đăng hội nguyên hoặc giả dạ, mọi người đọc qua lục tổ đàn kinh tại sao vậy chưa minh tâm kiến tánh cũng như đi đường mà ta không biết đường ta đi về đâu gần gũi thiện tri thức thiện tri thức đi ở phía trước chúng ta đi theo họ sẽ không bị sai đường sau khi đại triệt đại ngộ thì có thể độc lập không cần theo người khác Con đường bạn đi chắc chắn không bị sai lầm Giáo hạ quyết định bởi Đại khai viên giải Người hiện nay không hiểu cái đạo lý này Không những nói là Ít có thành tựu Thậm chí là hoàn toàn không có thành tựu Tự mình có vẻ như lao vào thiên hạ Có vẻ như gánh vác công việc một mình Không sai Đến cuối cùng đều rơi vào ba đường Mang tâm tốt Đi hoàn pháp lợi sinh Độ chúng sanh Kết quả bị chúng sanh độ hết, bị danh độ rồi, háo danh, tham danh, bị lợi độ rồi, bị tài độ rồi, bị sắc độ rồi, bị năm dục sáu trần thế gian độ rồi. Các vị phải hiểu rằng, tài sắc danh thực thủy là năm con đường đi vào địa ngục. Chỉ một đường là phải đọa địa ngục. đầy đủ năm đường thì vĩnh viễn khó thoát ra. không dễ đâu. Người ngộ đạo không sợ. Họ đứng trước tài sắc danh thực thùy, thực sự không động tâm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì được, thế mới có thể độ chúng sanh. Chưa đến cảnh giới này, làm sao được? Trưa hôm qua Chủ tịch Đức Giáo Mời tôi ăn cơm Mời tôi với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Cư sĩ Phó chúng tôi có ba người Phía họ có bảy người Bữa cơm này ăn từ 12 giờ đến 3 giờ chiều đã nói rất nhiều về vấn đề hiện thực ở trong xã hội hiện nay chúng tôi đôi bên trao đổi ý kiến tuy là ăn cơm nhưng thực tế là đang nghiên cứu thảo luận đức giáo là một chi phái thuộc về đạo giáo Chủ tịch của họ một tuần trước Giới thiệu Đạo Đức Kinh Tại Cư Sĩ Lâm Bản thân ông là một luật sư Vô cùng hiếm có Cũng rất ham học Làm thế nào đem văn hóa bản địa đề sướng lên Nếu muốn cứu giảm tai nạn của thế kỷ sau. Thang ân tị Anh Quốc nói rất hay. Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Tôi với họ cùng nhau đàm đạo. Tôi đặc biệt nhấn mạnh chuyên tu, chuyên hoàng Khi tôi trở về Còn bằng vấn đề này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Tại cư sĩ Lâm Pháp sư Ngộ Đạo cũng có ở đó Sự thành tựu Của đạo nghiệp Đức Hạnh Sự thể hiện Của chân thành từ bi Không giống với hạnh phạm phu mấy ngày trước có người nói với tôi họ nói là pháp sư Minh Sơn đã nói ông nói pháp sư Tịnh Không cả đời chỉ chuyên giảng kinh ông mới có thể giảng hay được tôi vừa phải làm hội trưởng vừa phải làm phương trưởng Biết bao nhiêu chuyện tạp sự Không thể chuyên tâm Dụng ý của lời nói này thật là rất sâu Tôi khi mới bắt đầu học Phật Là hiểu rõ cái đạo lý này Tôi có hai tấm gương tốt ở trước mắt Một vị là tiên sinh phương Đông Mỹ Cả đời dạy học Không làm công việc hành chánh Một vị khác là Bạn học của tôi Cư sĩ Phó Lạc Thành Ở Thư viện Cũng có không ít đồng tu Đã gặp ông ấy là giáo sư lớp tiến sĩ Đại học Đài Loan. Cả đời dạy học. Trong đó có một lần hình như là Đại học Thành Công Đài Nam mời ông làm viện trưởng viện văn học. Làm được một học kỳ liền từ chức trở về. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Ông nói với tôi hoàn toàn không phải việc của con người làm. phải ứng phó rất nhiều người và việc tâm loạn cả lên. Cho nên chúng ta nhất định phải biết. Phật pháp có hai hệ thống. Một hệ thống là cả đời lập chí làm giáo viên. Tôi cứ là giảng kinh, cứ dạy học. Ngoài điều này ra, tất cả việc khác không nghe, không hỏi bạn sẽ đi về con đường thành công bạn quả thật có thể đoạn phiền não có thể khai trí tuệ bạn có thể được tâm thanh tịnh bạn ở ngay trong đời này chắc chắn thoát khỏi lục đạo luân hồi một loại khác là hộ pháp Người xuất gia là nội hộ Làm trụ trì, làm chủ nhà Làm chấp sự tự diện là nội hộ Nội hộ tâm địa phải chân thành Tâm địa phải công bằng Tâm địa phải thanh tịnh Xây dựng đạo tràng Quản lý đạo tràng Mời Pháp Sư đến nơi này để giảng kinh thuyết Pháp Trước đây Trưởng Thư Diện Hàng Làm nội hộ Ở nơi đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm nội hộ Toàn bộ tinh thần Quản lý đạo tràng Ứng phó mọi phương diện Để người giảng kinh Người học đạo Yên tâm làm việc Đây là tu phước Điều này sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trị Ngạn ngữ thường nói Phước chí tâm linh Dùng công đức này Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Chắc chắn được sanh Trưởng thư diện hàng Có công đức gì vậy? Thành tựu ngày nay của tôi Chính là công đức của bà Không có bà hậu trì Chúng tôi đã tiêu từ lâu rồi Hơn 30 năm trước Hoàn cảnh lúc đó Tôi giữa lúc đó chỉ có hai đường để có thể chọn lựa Một đường là hoàng tục Một đường là theo kinh sám Phật sự Đâu có ngày nay làm sao có thể ở đây giảng Kinh Hoa Nghiêm Là điều không thể Cho nên quản lý đạo tràng Xây đạo tràng Tất cả mọi thứ đều giao cho bà Bà đến hộ trì Công đức vô lượng vô biên Khi bà giảng sanh Đó là phước báo hiện tiền Các đồng tu chúng ta đều nhìn thấy bà bị bệnh mà không có vẻ bị bệnh bạn thấy khí sắc dung màu của bà bà chết mà không có tướng chết bà giảng sanh đại khái là hai tuần mới nhập liệp mới đầy quan tài hai tuần mà sắc mặt vẫn tươi nhuận thân người mềm mại trước khi giảng sanh hai ba ngày hai lần nhìn thấy a di đà phật một lần nhìn thấy liên trì hải hội cho nên phải hiểu rằng hoàng pháp với hộ pháp công đức là bình đẳng không chỉ là bình đẳng tôi vẫn thường nói nhấn mạnh công đức của hộ pháp hơn hẳn hoàng pháp hoàng pháp thì dễ hộ pháp khó không phải bồ tát đích thực thì không thể hộ pháp hộ pháp chắc chắn phải hứng chịu biết bao nhiêu sự dày vò khổ nạn chịu sự phỉ bán làm nhục của bao nhiêu người Thậm chí là hãm hại Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bị người ta du cáo Chính phủ điều tra ông sáu lần Sau khi điều tra xong Chứng minh trong sạch Đích thực là người ta du cáo Thẩm phán pháp diện Nói với Lý Mộc Nguyên Ông có thể kiện ngược lại người ấy Du cáo ông họ có tội Lý Mộc Nguyên mỉm cười Người học Phật chúng tôi Tất cả lấy từ bi làm gốc Không tri cố Vì thảm phán này vô cùng khâm phục Thế gian người bình thường không làm được Chúng ta chịu những khổ nạn Không muốn để người khác chịu những khổ nạn này thêm nữa Người khác dạy dò chúng ta Chúng ta không muốn dùng những phương pháp này Để dạy dò người ta trở lại cho nên công đức của hộ pháp bất khả tư nghị. Vì sao tôi xem thấy ở trong kinh Đại Niết bàn Phật cũng nói như vậy. Vậy là chứng thực rồi. Trong kinh Đại Niết bàn Phật nói công đức của hộ pháp hơn hẳn hoàng pháp. Chúng ta thấy lục tổ đàn kinh Đại sư Huệ Đăng Nếu như không có được sự hộ trì Của Pháp sư Ấn Tông Ngài cũng không biết phải làm sao Ai nhận ra Ngài Ai biết đến Ngài Ấn Tông thật tuyệt vời Không phải người bình thường Ấn Tông lúc đó ở lĩnh Nam là vị cao tăng đại đức được mọi người tôn kính ngưỡng mộ nhất ngài gặp tổ huệ năng biết tổ đắc pháp ở tổ hoàng mai liền thế độ cho ngài sau khi thế độ xong bái tổ làm thầy các vị thử nghĩ ai có thể làm được đem thành tựu cả đời của mình toàn bộ dân hiến cho đại sư huệ năng người phàm không làm được là chư phật như lai thị hiện phàm phu có người nào không tham cầu danh vọng lợi dưỡng bản thân đạt được rồi làm sao chịu dân hiến cho người khác cho nên Sự thành tựu của Đại sư Huệ Năng Chính là sự thành tựu của Ngài Ấn Tông Ở trong Pháp Thế gian Khi các vị đọc sách thì biết Sự thành tựu của Quảng Trọng Là sự thành tựu của Bảo Thúc Nha Không có Bảo Thúc Nha Thì bản lĩnh lớn nhất của Quảng Trọng Cũng chỉ là anh chàng bình dân Cái học vấn mà cả đời ông ôm ấp Không cách gì phát huy được Cho nên công đức của người hộ trì Hơn hẳn người đương sự Người hộ trì là thân phận gì vậy? Giống như xây trường học Họ là chủ tịch của ngôi trường này Là giám đốc của ngôi trường này Là hiệu trưởng của ngôi trường này người đương sự là giáo viên giáo viên có học thức có đức hạnh có năng lực nếu không có nhà trường đến mời bạn bạn có tác dụng gì bạn đến đâu để phát huy được nhất định phải có nhà trường tốt có những chủ tịch hiệu trưởng tốt đầy đến mời bạn bạn mới có thể phát huy Bạn mới có thể thi thố tài năng Giáo hóa chúng sanh Cho nên Thích ca mâu ni Phật Đem công việc hộ pháp Giao phó cho quốc dương đại thần Để họ đến hộ pháp Phật Pháp truyền đến Trung Quốc vua và dân trung quốc đã tiếp nhận nền giáo dục phật đà đế dương đại thần hộ pháp giáo dục phật đà do quốc gia thúc đẩy cho nên giáo dục phật đà đợi trở thành văn hóa trung quốc dung hòa thành một thể với văn hóa vốn có của trung quốc hiện nay không thể tách rời được chính phủ địa phương hộ pháp bạn thấy trước đây chúng ta đọc sách đọc sách xưa thậm chí là ở trong sách cổ văn đều đọc thấy quan chức địa phương đối với người xuất gia rất tôn kính rất nhiều quan chức còn đích thân đến nghe pháp sư giảng kinh thuyết pháp giữ lễ của người đệ tử Nền giáo dục của Phật Đà Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đoạn này là trung tâm Quy kết về Tâm thiện Niệm thiện Hành thiện Niệm là tư tưởng Hành là hành vi như vậy mới có thể Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng Bất dung hào phân bất thiện gián tạp Thành tựu thuần thiện Nhà nho gọi là Chỉ ư chí thiện Mà không hề đưa ra được biện pháp Thật rõ ràng, thật cụ thể Biện pháp này ở trong Kinh Phật Nhà nho chỉ nói cái cương lĩnh Nhà Phật thì nói chi tiết Cho nên chúng ta muốn giác ngộ Muốn cứu chính mình Ấn quan Đại Sư Thường thường đem chữ tử dán ở trên trán Là vô cùng có đạo lý Hàng ngày luôn nghĩ rằng Mình sắp chết rồi Chết rồi sẽ đọa địa ngục Bạn có được cái tâm cảnh giác này Có cái tâm sợ hãi này Bạn mới thật sự biết đoạn ác tu thiện Không có loại tâm cảnh giác này Là mê hoặc điên đảo Vô cùng đáng sợ Lớp tập huấn Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Nói cho tôi biết quyết định phải làm lần này là trung quốc và singapore hợp lại làm chúng ta hợp lại làm xem như khóa đầu tiên khóa đầu tiên của sự hợp tác trước đây là chúng ta tự mình làm lớp hợp tác này là lần đầu tiên thời gian tu học một năm có lẽ là nửa năm đầu ở singapore nửa năm sau ở trung quốc những việc chi tiết này Do cư sĩ Lý Và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thương lượng Chúng tôi phụ trách dạy học Chúng tôi phải làm cho tốt công việc bổn phận của mình Ngoài việc giảng kinh dạy học ra Việc gì cũng không nghe, không hỏi Định tâm ngay trên công việc này Thì đạo nghiệp của chúng ta mới có thành tựu phải đem danh vọng lợi dưỡng buông xả cho thật sạch sẽ phiền não sẽ nhẹ trí tuệ sẽ ngày càng tăng trưởng người không có trí tuệ là do phiền não không chịu xả hết quy về gốc rễ chính là tôi thường nói từ tư tự lợi đây là gốc bệnh của chúng ta gốc bệnh không trừ bỏ là có bất thiện xen tạp ở trong đó cho dù bạn tu thiện nghiệp mà không thuần không phải thuần thiện thì không thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ câu nói này phải đặc biệt nhớ kỹ chúng ta không phải thuần thiện không phải thượng thiện <laughs> Niệm Phật niệm tốt cỡ nào Cũng không thể giảng sanh Việc gì ở trong đời này tạo tội nghiệp Ở trong đời này đọa địa ngục Mọi người Mời mở kinh Thập thiện nghiệp đạo ra Trang thứ năm Kinh văn hàng thứ ba Long Dương Đường tri Bồ Tát Hữu Nhất Pháp Năng đoạn nhất thiết Chư ác đạo khổ Hà đẳng vi nhất Dị ư Trú giả thường niệm Tư duy quán sát thiện pháp Lệnh chư thiện pháp Niệm niệm tăng trưởng Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Thị tức năng lệnh Chư ác vĩnh đoạn Thiện pháp viên mạng đoạn khai thị này là trung tâm của bộ kinh này. Không chỉ là phần quan trọng nhất của bộ kinh này. Cũng có thể nói đó là trung tâm mà Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật như lai. Không có gì khác. Cái gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Từ đó cho thấy tính quan trọng của đoạn kinh văn này. Chúng ta tu hành, tu cái gì vậy? Đoạn kinh văn đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp môn chúng ta tu là Tịnh độ. Tại sao phải học kinh thập thiện nghiệp đạo vậy? Thậm chí còn có người hỏi, tại sao pháp sư còn phải giảng kinh Hoa Nghiêm? một số người sơ học không hiểu rõ cái đạo lý này tịnh độ học từ đâu vậy trong kinh quán vô lượng thọ phật di đề hy phu nhân đã gặp đại nạn biến cố của gia đình biến cố của quốc gia đau khổ tột cùng cầu thế tôn chỉ giáo có hoàn cảnh sống nào tốt hơn hay không và muốn cầu sanh gì đó thế tôn vô cùng từ bi đem cõi nước của chư phật mười phương biến hiện ngay trước mặt bà để tự bà nhìn thấy tự mình lựa chọn bạn liền chọn thế giới cực lạc của a di đà phật vậy là chọn đúng rồi thế tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà Bà muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà như thế nào vậy? Điều này chúng ta không thể không lưu ý. Trước khi Phật chưa dạy bà phương pháp giảng sanh, trước tiên dạy bà tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Điều thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Điều thứ ba Phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả phật lại nói cho bà biết ba điều này là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân pháp môn mà ba đời chư phật đã tu không giống nhau ý nghĩa này là nói vô lượng vô biên pháp môn đây là căn cơ vô lượng vô biên pháp môn chính là tu ba điều này Ba điều này là Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Giáo hóa chúng sanh Mà tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Trên thực tế chính là hai câu phía trước Hiếu dưỡng phù mẫu Phùng sự sư trưởng là hai câu này Sự tu học Phật Pháp Bắt đầu từ chỗ này cũng viên mãn ngay đây đây là căn bản những cái phía dưới đều là phương tiện làm thế nào viên mãn hai câu này đó chính là chính câu phía sau từ từ tâm bất xác rồi vì sao là phương tiện Ở trong phương tiện Điều quan trọng nhất là Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Kinh thập thiện nghiệp đạo Chính là giảng giải hai câu này Bạn nói kinh thập thiện nghiệp đạo Chúng ta có cần học hay không Không hiểu được thập thiện nghiệp đạo Thì hiểu thân tôn sư chỉ là hai câu khẩu hiệu rỗng không. Không thể thực hiện. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, thực hiện ở từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp. Là thực hiện ở chỗ này. Đây là tịnh nghiệp chánh nhân. Đặc biệt là muốn cầu sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc, thế giới Cực Lạc là Tịnh Độ. Tình độ làm sao có thể giảng sanh vậy? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì ngữ nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp đều thanh tịnh. Nếu như bạn tỉ mỉ bằng đọc Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu nhắc nhở bạn cương lĩnh tu hành cũng là tịnh nghiệp tam phước vậy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp ở trong khéo giữ khẩu nghiệp điều quan trọng nhất là không nói loại người với cái mà trong đàn kinh Lục tổ Huệ Năng Đại Sư nói là hoàn toàn tương ưng. Huệ Năng Đại Sư nói, Người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian. Chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Hằng ngày nói thị phi, Hằng ngày phê bình người khác, Hằng ngày ý kiến thật nhiều thì người này không phải người tu hành người này không phải là đệ tử phật chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp vậy chúng ta phải làm đến thuần thiện bắt đầu từ đâu vậy hôm nay đoạn kinh gian này là từ đây kinh gian vừa mở đầu phật bảo long dương đương tri sa kiệt la long dương là người đương cơ của bản kinh sa kiệt la long dương là đại biểu cho chúng ta Sa Kiệt La là, là tiếng Phạn. Nghĩa là biển mặn. Nước biển là có gì mặn. Biểu thị ý gì vậy? Biểu thị tâm chúng ta không thanh tịnh. Nước biển là mặn, là khổ, Chúng ta biết được Nước biển là Trên lục địa Tất cả mọi dòng sông Thảy đều chạy về biển Mỗi loại nước của dòng sông khác nhau Là đại biểu cho Nghiệp khác nhau Của tất cả chúng sanh Đều tập trung về biển lớn Cái biển lớn này Chính là đại biểu cho biển nghiệp Trong kinh địa tạng Chúng ta thường hay đọc Long đại biểu cho ý gì vậy Long đại biểu cho biến hóa Chúng ta từ sáng đến tối Nghĩ ngợi lung tung Niệm niệm không dừng Thiên biến dạng hóa Biểu thị cái ý này Ở trong Kinh Phật Điều khó khăn nhất Chính là cái pháp biểu trưng của đó bạn hiểu được pháp biểu trưng của nó Thì kinh Phật không còn khó nữa Bạn sẽ lý giải rất dễ dàng Mới thật sự biết Ý nghĩa mà Phật thuyết pháp Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Cho nên đây là bảo chúng ta Bảo chúng sanh trong sáu cõi Đương tri Bồ Tát Hữu Nhất Pháp bồ tát có nghĩa là gì vậy là người giác ngộ chúng sanh giác ngộ thì gọi là bồ tát đại sư huyền trang phiên dịch bồ tát là giác hữu tình chúng ta là chúng sanh hữu tình hữu tình tức là nói phàm phu lục đạo chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới chúng sanh hữu tình khi nào giác ngộ rồi người này được gọi là bồ tát cho nên ý nghĩa của bồ tát là chúng sanh hữu tình giác ngộ chúng ta phạm phu thông thường là chúng sanh hữu tình mê hoặc người này bắt đầu giác ngộ rồi sao gọi là giác ngộ vậy muốn lìa khổ được vui người này giác ngộ rồi người thế gian chúng ta có người nào không muốn lìa khổ được vui đâu người người đều muốn lìa khổ được vui nhưng mà họ nghĩ sai rồi đem khổ cho là vui đem vui cho là khổ họ bị điên đảo rồi đây là ngu si đây là mê hoặc Người thế gian cho rằng Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần là vui Họ không biết đây là nguồn gốc của khổ Hoàn toàn không phải vui Hưởng thụ những thứ này Kết quả là khổ báo ở ba đường Trong Kinh Phật thường thường dùng Liếm mật trên lưỡi dao Để làm thí dụ người này chưa giác ngộ người thật sự giác ngộ rồi thì nhất định đi theo phật bồ tát người này giác ngộ rồi trải qua đời sống của phật bồ tát phật bồ tát sống đời sống ra sao vậy cái thứ nhất tự tư tự lợi buông xả rồi khởi tâm đồng niệm vì chúng sanh. Vì xã hội. Vì chánh pháp trụ lâu. Người này giác ngộ rồi. Đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Người này gọi là Bồ Tát. Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết bồ tát có một biện pháp có một phương pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ chư ác đạo không chỉ là chỉ ba cõi sáu đường mà bao gồm cả mười pháp giới ở trong đó cái khổ ở ba đường ở trong kinh phật nói rất nhiều mặc dù các vị đọc kinh không nhiều kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tôi tin rằng mọi người đều đọc rồi ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cái khổ trong ba đường cũng đã nói không ít thường xuyên đọc thường xuyên cảnh giác chính mình nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện nói về những quả báo đó, tức là chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận. Chúng ta có sợ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều không tương ứng với nó. Cái khổ ở nhân gian là chúng ta hiện nay đích thân cảm nhận được. Trên trời tuy vui, nhưng có hoại khổ, có hành khổ. pháp giới bốn thánh có cái khổ của không thể phá vô minh chứng pháp thân mười pháp giới thảy đều khổ bồ tát có phương pháp gì có thể đoạn cái khổ nạn của mười pháp giới vậy Chỉ cần có khổ Chính là ác đạo Chúng ta gọi Pháp giới bốn thánh Nhưng là ác đạo Pháp giới bốn thánh so giới Nhất chân Pháp giới Nó chính là ác đạo Nó so với sáu cõi Nó là cõi thiện So với nhất chân Pháp giới Nó là cõi ác bộ kinh này là kinh đại thừa không phải kinh tiểu thừa hà đẳng duy nhất bồ tát rốt cuộc dùng phương pháp gì vậy phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta thấy bảo là ngày đêm thường niệm tư duy quan sát thiện pháp cái thiện pháp này là thông suốt đến tận phía trên Chúng ta muốn không sợ phiền phức Đó chính là Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Chúng ta đọc như vậy Mọi người sẽ dễ dàng hiểu Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy Pháp ấy tức chính là thập thiện nghiệp đạo ở trang này đếm ngược đến hàng thứ ba bắt đầu xem hai chữ cuối cùng pháp ấy tức là thập thiện nghiệp đạo đây là nền tảng tu hành căn bản tu hành của chúng ta ngay cả cái này cũng không có thì không thể bàn đến niệm phật nữa là khỏi phải bằng đến tu hành nữa. Trú già là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thường niệm là ở trong tâm thật có. Tâm thiện tư duy là ý nghĩ khởi tâm đồng niệm ý nghĩ thiện quán sát là hành vi lời nói việc làm thân ngự ý không có bất thiện như vậy mới được ở trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi là tâm bất thiện đây là căn bản bất thiện tại sao bạn lại tạo tội nghiệp vậy tại sao bạn lại tạo mười ác vậy đều là gì tự tư tự lợi chỉ có mình không có người khác. Cái sai này là cái sai lầm căn bản. Bồ Tát giác ngộ rồi, từ đó cho thấy phàm phu chúng ta mê, mê chính là mỗi niệm tự tư tự lợi, đây là mê. Ở trong Kinh Kim Cang Phật đã nói mấy câu Có thể đem ra đối chiếu với điều này Trong Kinh Kim Cang nói Nhược Bồ Tát Hữu Ngã Tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Nửa phần sau nói rất hay Nhược Bồ Tát hữu, ngã kiến Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Kiến là gì vậy? Kiến là khởi tâm đồng niệm. Kiến giải. Chúng ta ngày nay nói bạn còn có cách nghĩ này, cách nhìn này. Thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê. Là bạn không ngộ rồi người thật sự giác ngộ là vô ngã người này là giác ngộ rồi vô ngã tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lời người này là giác ngộ còn có tự tư tự lời người này là mê hoặc chưa có giác ngộ phạm phu có khi nghe kinh nghe pháp phát sinh một niệm sáng suốt khoảnh khắc này là chắc ngộ rồi thế nhưng cái ý nghĩ thứ hai lại mê rồi cái giác ngộ này không thể duy trì không thể kéo dài Chúng ta ở giảng đường nghe kinh Giống như là hiểu rõ rồi Sau khi ra khỏi đây liền mê hoặc rồi Không ngăn nổi sự cám dỗ Của danh vọng lời dưỡng Tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài Lập tức liền thối chuyện ngay Cho nên ngày đêm không được gián đoạn Bạn mới là Bồ Tát Thỉnh thoảng phóng qua Giống như kỳ chớp vậy không khởi tác dụng Tuy không khởi tác dụng Nhưng cũng rất đáng quý Tại sao vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay Giống gì chưa từng phóng quan Tuy phóng quan rất ngắn ngủi Một sát na cũng rất đáng quý Cho nên chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải học ý nghĩ thiện, phải học hành vi thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu học từ thập thiền nghiệp đạo. Quyết định không được có ý nghĩ làm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát, khiến chúng sanh phiền não cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có xác thân vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên, chư Phật Bồ Tát trong kinh thường nói, chư Phật Bồ Tát là khiến tất cả chúng sanh thường sinh tâm hoan hỷ đó là chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không nên khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não. Người khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, người này là ma, không phải là Phật. Phật không làm cái việc này. có lẽ đây là phật bồ tát đến thử thách bạn đến giày dò bạn đến khảo nghiệm bạn có chuyện này không vậy có ma cũng biết làm cái việc này ma là giày dò bạn thật sự không phải thử thách bạn phật bồ tát thử thách bạn bạn trải qua cái thử thách này bạn chắc chắn thành tựu giống như đánh hét ở trong tông môn thiền tông đây là phương pháp dạy học của thiền tông người ta thật sự có năng lực thật sự có trí tuệ một gậy đánh xuống người này khai ngộ ngay đó thật sự là phương tiện đánh chết cũng không khai ngộ đó là ma đó chắc chắn không phải là phật phật biết một thiền bản đánh xuống họ liền khai ngộ ngay minh tâm kiến tánh ngay khi một tiếng hét lên họ liền khai ngộ rồi họ hiểu rõ rồi nếu như nói đánh họ cũng không khai ngộ la hét cũng không khai ngộ thì tuyệt đối không dừng phương pháp này mà học cách thức này của Bồ Tát Hại tất cả chúng sanh Còn tự cho mình tốt Tôi thành tựu cho anh Cho nên chúng ta phải có năng lực Biện biệt giữa Phật với ma Không để bị lừa Đây là đưa ra cái cương lĩnh này Ngày đêm đều phải tư duy thiện pháp Phải tâm thiện, hành thiện Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây à, Chào mọi người Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ năm Kinh văn hàng thứ ba Chúng ta bắt đầu đọc từ Long Dương Đường Tri Bồ Tát Hữu Nhất Pháp Năng Đoạn Nhất Thiết Chư Ác Đạo Khổ Hà đàm duy nhất Vì ưu trú và thường niệm Tư duy quán sát thiện pháp Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Thì tức năng linh chư ác vĩnh đoàn Thiện pháp viên mãn Chúng ta đọc đến chỗ này Hôm qua đã nói với các vị nhất thiết chư ác đạo phạm vi bao quát rộng lớn vô cùng tối hôm qua chúng ta nghe tiên sinh ba cáp y giáo chu giới thiệu sơ lược hiểu được lý luận thông thường và phương pháp tu học của tôn giáo này Trong đó Rất nhiều điều Ở trong Phật giáo Đều có nói đến Nếu nói tin gì Nói thấu triệt Nói triệt để Thì không gì bằng Phật Pháp Ngày nay sợ gì Phật Pháp bị suy yếu Không phải suy tại Pháp Mà suy tại những đệ tử Phật này của chúng ta chưa thể y giáo phụng hành suy ngay ở chỗ này điều đầu tiên mà bồ tát phổ huyền dạy chúng ta chúng ta chưa làm được lễ kính chư phật cổ nhân gọi là tính kỳ ngôn nhi quán kỳ hành nói nghe rất hay mà làm thì không giống như cái họ đã nói đây chính là xen tạp bất thiện phật độ tất cả chúng sanh giáo hóa chúng sanh bắt đầu làm từ bản thân. Chúng ta học Phật điều quan trọng nhất cũng phải bắt đầu làm từ bản thân. Thử hỏi chúng ta bước vào giáo đường Cơ đốc nhìn thấy tượng Chúa Giêsu ta có lại hay không? bước vào Ấn Độ Giáo. Nhìn thấy Ấn Độ Giáo cúng Đại Phạm Thiên Dương là cúng tượng thần. Chúng ta có đi lại họ hay không? Không có. Thì lời nói đó cũng như không. Lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai vậy? phật quá khứ phật hiện tại phật dị lai tất cả chúng sanh đều là phật dị lai tất cả thần thánh ở trong những tôn giáo khác nhau đều là phật dị lai cũng có thể là do phật quá khứ phật hiện tại ứng hóa ra chúng ta không biết chúng ta chưa làm được Chúng ta hành lễ đối với họ Không phải dùng nghi lễ của Phật giáo Nhập gia tùy tục Tính đồ tôn giáo đó Họ dùng lễ tiết như thế nào Để tỏ lòng tôn kính giáo chủ của họ Chúng ta phải học tập Chỉ có nói suông Thì không được nhất định phải nhập gia tùy tục tù. cái này là ở trên hình thức nội tâm dứt khoát phải cung kính bình đẳng trong giáo học giáo học thế xuất thế gian quá trình đứng đầu chính là kính Lễ ký thanh hoa lục Các đồng tu đều có trên tay rồi Câu đầu tiên Khúc lễ giết vô bất kính Mười nguyện phổ hiền Điều đầu tiên là lễ kính chư Phật Bắt đầu học từ đâu vậy? Sự giao thiệp giữa người với người Sự giao thiệp giữa người với mọi vật Chính là kính một điều này chưa làm được thì những điều khác đều là khoác lác cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ nhất định phải nghiêm túc mà học tập đây là thiện pháp không những là thiện pháp là đại thiện Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn phía dưới đây. Trú giả thường niệm thiện pháp. Tâm thiện. Đồng tu tình độ chúng ta. Tịnh tông học hội thành lập. Tôi đã viết bài duyên khởi đưa ra năm chủ đề tu học ở trong đời sống thường ngày chủ đề thứ nhất là tam phước ở trong quán kinh chủ đề thứ hai là lục hòa chủ đề thứ ba là tam học giới đình huệ chủ đề thứ tư là lục độ của bồ tát chủ đề thứ năm là mười nguyện phổ hiền mọi người dễ nhớ đây là thiện pháp cao hơn so với thiện pháp nói ở nơi đây thiện pháp nói ở nơi đây là nền tảng không có nền tảng thì pháp cao đó cũng miễn bàn thiện pháp cao hơn nữa cũng phải bắt đầu từ nền tảng nếu như năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong lòng là thường niệm Cái này không khó. Năm chủ đề tôi nhắc lại một lần tại đây. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta có cái tâm này hay không? có thực hiện hay không cha mẹ còn sống thường xuyên quan tâm thường xuyên chăm sóc dưỡng phụ mẫu chi thân đây là đời sống vật chất không để họ thiếu thốn chăm nom đến đời sống Dưỡng phụ mẫu chi tâm Phải làm cho cha mẹ hoan hỷ Không được để cha mẹ lo nghĩ Nếu như cha mẹ lo lắng Là con cái bất hiếu Ở trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta Thường xin tâm hoan hỷ Chúng ta làm sao khiến cha mẹ thường xin tâm hoan hỷ? Đây là tận hiếu. Thứ ba, dưỡng phụ mẫu chi chí là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta. Sự kỳ vọng đối với con cái. Phải không cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Không được để cha mẹ thất vọng. Đây gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu. Hãy bắt đầu làm từ chỗ này, triển khai ra. Ở trong kinh luận, Đại Thừa thường nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Phải đem cái hiếu dưỡng này mở rộng đến tất cả chúng sanh. Đây là Phật dạy chúng ta Những tôn giáo khác không nghe nói Hay nói cách khác Chúng ta đối với tất cả chúng sanh Phải có nghĩa vụ cấp dưỡng Tận tâm tận lực Chăm sóc tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh đây là đạo hiếu thuận Khiến tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ Chúng ta chung sống với người khác Người ta không hoan hỷ với chúng ta Là chúng ta có lỗi với người Cần phải xem lại Cần phải phản tỉnh Chúng ta không được để tất cả chúng sanh thất vọng vì ta Bạn mới thấy được sự sâu rộng của nền giáo dục nhà Phật. Phụng sự sư trưởng Sư trưởng với cha mẹ giống nhau Chúng ta cũng phải chăm sóc Đời sống vật chất của thầy cô Không cô phụ lời chỉ dạy của thầy cô Không cô phụ sự kỳ vọng của thầy cô Phật Pháp bắt đầu từ đây Phật Pháp cũng phải viên mãn ngay chỗ này Hai câu này là căn bản Tất cả Pháp còn lại đã nói trong 49 năm Là phương tiện Dùng Pháp phương tiện để thực hiện Cái căn bản này Viên mãn cái căn bản này Đây là Phật Đạo Bắt đầu là từ đâu vậy? Bắt đầu từ việc bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Nếu như ở trong tâm không có cái quan niệm như tôi vừa mới nói, là bạn không có tâm từ bi. Có thể hiếu dưỡng cái tâm của phụ mẫu sư trưởng, hiếu dưỡng cái chí của phụ mẫu sư trưởng, Người này mới đầy đủ tâm từ bi. Tâm từ bi chính là tâm đại bồ đề. Thực hiện ở tu thập thiền nghiệp. Cha mẹ hy vọng chúng ta là một người tốt, là người thiện ở trong xã hội. Thầy cô cũng kỳ vọng chúng ta là người thiện ở trong xã hội, chúng ta có thể dùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn đây là sự kỳ vọng của cha mẹ sư trưởng đối với chúng ta đây là điều cơ bản của dạy học căn bản dạy học từ đây nâng cao thêm nữa là Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới Bất phạm uy nghi Đây là đã lên một bậc Nâng cao lên một bậc Là phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Ở trong đây thâm tính nhân quả Tôi nói rất nhiều rồi Không phải nhân quả phổ thông Là niệm Phật là nhân Thành Phật là quả, tin cái nhân quả này. Ba điều 11 câu này Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng, đây là Tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Thực hiện từ thập thiện nghiệp đạo. chung sống với người phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng ở cùng một phòng chung sống như thế nào vậy tu lục hòa kính chung sống với mọi người lục hòa kính không phải yêu cầu người khác làm mà yêu cầu bản thân phải làm chỗ cao siêu của phật pháp điểm khiến mọi người tán thán là ở chỗ này phật pháp xưa nay không yêu cầu người khác yêu cầu chính mình bản thân ta phải làm cho được lục hòa kính đối phương không làm được cũng chẳng sao cả không có chướng ngại chướng ngại vĩnh viễn ở một bên này của mình hoàn toàn không phải ở đối phương Người hiện nay điên đảo sai lầm Cho rằng mọi chứng ngại đều do đối phương Không phải do phía mình Sai ngay chỗ này Cư sĩ hứa triết Cả đời tu hành có thể thành công Bà hiểu rõ cái đạo lý này Bà cả đời Luôn luôn chê trách chính mình Xem là chính mình tuyệt đối không hề đối đối phương có sai lầm đây là con đường thành công của bà kiến hòa đồng giải tôi như thế nào vậy Tôi có lòng riêng tư thì kiến dạy của ta bất đồng kiến hòa đồng giải đồng với ai vậy không phải đồng với đối phương Với người khác Thế là bạn đã hiểu sai rồi Đồng với Phật Đồng với Bồ Tát Đồng với chân như bạn tánh Là có nghĩa như vậy Phật không có lòng riêng tư Bồ Tát không có lòng riêng tư Tâm hiện y chánh Trang nghiêm không có tư tâm là đồng với cái này. Giới hòa đồng tu, đây là tùy duyên. Chính là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đây là nói về sự. Thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Ba điều này áp dụng trong thập thiện nghiệp đạo. Phạm là không thể chung sống với đại chúng. Bạn chắc chắn đang tạo thập ác nghiệp, không phải tu thập thiện. Bạn tu thập thiện nghiệp, thì có người nào không hoan nghênh bạn, có người nào không tôn kính bạn. Có người nào không hoan hỷ gần gũi bạn? Thập thiện là cơ sở của pháp hành Là căn bản của pháp hành Cuối cùng là lợi hòa đồng quân Người thật sự giác ngộ Quên mình vì người Tất cả lời dưỡng Luôn luôn nhường cho người khác nhiều hơn Mình có thể ít hơn một chút Bản thân Hoan hỷ Trải qua đời sống vật chất thấp nhất Hoan hỷ Thích Cà Môn yên Phật Ngày ăn một bữa Ba y một bát Sống đời sống thấp nhất Hoan hỷ lợi dưỡng như người khác. Nhìn thấy người khác trải qua đời sống vật chất rất tốt thì vui vẻ. Quyết không hề đố kỵ là vui vẻ. Tam học chính là giác chứ không mê chánh chứ không tà tình chứ không nhiễm đây là tam học giới định huệ giới học là thanh tịnh tình chứ không nhiễm định học là chánh tri chánh kiến chánh chứ không tà tuệ học là giác chứ không mê đây là tam học lục độ thập nguyện đều phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày đều phải áp dụng vào chỗ khởi tâm động niệm pháp môn tình độ là pháp tu như vậy sau đó niệm Phật cầu sanh Tịnh độ chắc chắn được sanh. Năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong tâm, thường xuyên áp dụng vào trong hành vi. Đây chính là đoạn ác tu thiện. là tương ưng với điều nói ở đây. Tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện, khởi tâm đồng niệm. Chúng ta hãy tư duy năm chủ đề này. Năm chủ đề này là điểm tựa căn bản của tình tông học hội. quán sát thiện pháp là hành vi thiện hôm qua ba cấp y giáo cùng nói ông nêu lên ví dụ rất hay người có mười điểm tốt có một khuyết điểm chúng ta nhìn mười điểm tốt của họ đừng nhìn một khuyết điểm của họ nếu như người có 10 khuyết điểm, có một điểm tốt, chúng ta nhìn một điểm tốt của họ, đừng nhìn 10 khuyết điểm của họ. Đây chính là quán sát thiện pháp. Ba cáp y giáo cũng nói, Nhưng chúng ta nghe nhiều, tiếp xúc nhiều vẫn là Phật Pháp nói viên mãn. Đương nhiên Phật giáo kinh điển nhiều. Vì mặt số lượng kinh điển mà nói là bất kể tôn giáo nào cũng không thể so sánh với Phật giáo. Nói rất cặn kẽ, nói rất thấu triệt. Trong ba ngàn năm nay, Tổ sư Đại Đức chú dạy Viết luận Phát huy lời giáo huấn của Phật Đà Lưu lại kho báo Chân thật cho người Đời sau chúng ta Giúp chúng ta Khai thác Kho báo Của tự tánh Như vậy mới khiến các thiện pháp mỗi niệm thêm lớn. Câu phía dưới đây là thật vô cùng quan trọng. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Một mảy may bất thiện cũng không được phép sen tạp. Nếu như sen tạp bất thiện với số lượng lớn, vậy là không thể thành tựu rồi. Mỗi một đồng tu học Phật chúng ta Có người nào không muốn thành tựu viên bản thiện pháp của mình chứ Tại sao không thành tựu được vậy Ở trong tu thiện pháp xen tạp bất thiện Cái bất thiện này Trong bản kinh nói một cách cụ thể là Sát sinh, Trộm cắp, tà hành Dòng ngữ Lưỡng thiện Ác khẩu Tỷ ngữ Tham sân si những thứ này khi chúng ta tu thiện Nó xen tạp ở trong đó Thế là đem toàn bộ thiền hạnh Của chúng ta phá hủy hết Cho nên chúng ta không thể thành tựu Nhớ kỹ Một mảy may cũng không được phép sen tạp Sen tạp nhiều như thế có nguy không? Gốc của bất thiện Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Gốc của bất thiện là tự tư tự lợi Phạm là khởi tâm đồng niệm Ta Ta luôn mạnh hơn người khác một chút Ta luôn có ưu việt Ta phải đứng ở phía trước Vậy là sen tạp rồi Đây không phải sen tạp lượng ít Là sen tạp lượng nhiều Cho nên bạn không thể thành tựu Ở trong đoạn văn này Từ trú dạ Thường niệm tư duy Đến bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Đoạn này là nói thiện nhân Thị tức năng lệnh chư ác dĩnh đoạn Thiện pháp viên mạng Câu này là nói thiện quả Sau cùng thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát Cặp như thánh chúng Đây là thiện duyên nhân duyên quả cho mọi người mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ năm bắt đầu xem từ hàng thứ ba của kinh văn long dương đương tri bồ tát hữu nhất pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ Hà đẳng duy nhất Duy ư trú giả Thường niệm tư duy Quán sát thiện pháp Linh chư thiện pháp Niệm niệm, niệm tăng trưởng Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Hôm qua chúng ta đã dạng đến chỗ này Hôm nay xem tiếp theo Thị tức năng lệnh Chư ác chư ác vĩnh đoạn Thiện pháp viên mãn thường đắc thân cận chư phật bồ tát cập dư thánh chúng xem đến chỗ này kinh thập thiện nghiệp đạo đoạn kinh văn này từ long dương đương tri đến sân nhuế tạ kiến bản này của chúng ta tổng cộng có bảy hàng bảy hàng này Nhất định phải học thuộc lòng Phải học thuộc cho thật nhuyễn Thường xuyên nghĩ đến Khởi tâm đồng niệm Đều phải nghĩ đến Lời giáo huấn từ bi của Phật Đà Quả thật chúng ta có thể làm được Tâm địa lương thiện Ý nghĩ lương thiện hành vi lương thiện chúng ta tương lai chắc chắn có thể sanh về thế giới chí thiện thế giới tây phương cực lạc là thế giới chí thiện thế giới hoa tạng là thế giới chí thiện ở nơi đó trong kinh phật nói cho chúng ta biết Thọ mạng dày lâu Thế, Thế giới Tây Phương cực lạc Người người đều là vô lượng thọ Người người đều đầy đủ Vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Vô lượng thọ mạng Tại sao chúng ta không đi? Điều kiện của giảng sanh quyết định ở thiện tâm, thiện niệm, thiện hành. Nếu như tâm hành chúng ta bất thiện, thì niệm phật cũng không thể giảng sanh. Tính nguyện đều đầy đủ, mà hành không đầy đủ. ở trong cái hành này không những chỉ có niệm phật mà còn phải tu thiện. Điểm này thật vô cùng quan trọng. Đặc biệt nhớ kỹ Phật ở chỗ này dạy chúng ta Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Câu nói này là Quan trọng hơn hết Chúng ta tu hành không thể thành công Chính là sen tạp bất thiện Hơn nữa sen tạp quá nhiều rồi Xen tạp vô cùng nghiêm trọng Cho nên Tuy đầy đủ ba tư lương cũng không thể giảng sanh. Câu nói này là quan trọng hơn hết. Cái gốc của bất thiện này chính là chấp ngã. Tất cả chúng sanh khởi tâm đồng niệm chấp trước một cái ngã. Ngã là đứng đầu. Tất cả đều vì ngã. Cái ý nghĩ này Chính là nhân tố Đứng đầu Của sáu cõi luân hồi Cái nhân tố này nếu không nhổ bỏ Thì chắc chắn không thoát khỏi nổi Sáu cõi luân hồi Sở dĩ sáu cõi do như vậy mà có Chúng ta phải biết nếu như chúng ta muốn ra khỏi sáu cõi Thì cần phải đem cái góc bệnh này Của mình nhổ bỏ đi Mỗi niệm nghĩ gì chúng sanh chỉ cần chúng ta nhìn thấy, nghe thấy Nếu như có năng lực Là chúng ta lập tức Nên dàn tay giúp đỡ Hôm qua tôi nghe nói Thiên Chúa Giáo Họ có một nhóm y bác sĩ Muốn đến Miếng Điện Bên ấy để giúp đỡ Những bệnh nhân nghèo khổ sau khi tôi nghe xong vừa rồi tôi đã gọi điện thoại hỏi thiên chúa giáo họ nói với tôi không phải đến miến điện là đến phi châu ở bên phi châu chúng tôi có nghe nói người khổ nạn nhiều vô cùng chúng tôi phái một số bác sĩ y tá làm từ thiện đến bên đó để khám bệnh từ thiện Tôi thông báo với họ Tôi nói chúng tôi muốn giúp đỡ họ một ít tiền thuốc men Họ làm cũng giống như chúng ta làm vậy Không thể nói đó là Thiên Chúa Giáo Cơ đốc giáo là Chúng ta không nên giúp đỡ thì sai rồi Là hoàn toàn sai lầm Bất kể là tôn giáo nào Bất kể là đoàn thể nào thật sự làm việc tốt thì chúng ta sẵn sàng tận tâm tận lực giúp đỡ họ không có năng lực chúng ta cũng nên tán thán chúng ta chỉ thấy việc họ làm có phải là việc thiện hay không tâm của chúng ta hành của chúng ta vĩnh viễn là cái tâm viên mãn đây là trong kinh nói Linh chư thiện pháp Niệm niệm tăng trưởng Đoạn này đến Bất dung hào phân Bất thiện giám tạp Đều là nói nhân thiện Nhưng nhân thiện Nhất định được quả thiện Câu phía dưới là nói quả thiện, Thì tức lệnh chư ác vĩnh đoạn Thiện pháp viên mạng Thiện pháp viên mạng Chính là đến chỗ trí thiện Cái quả báo này thù thắng Câu phía sau này Đặc biệt là thù thắng đến cực điểm rồi. Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập như thánh chúng, cũng chính là nói bạn có thể tu thiện được như vậy thì quả báo tương lai của bạn nhất định là ở thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc đến thế giới này rồi bạn sẽ sống cùng với chư Phật Bồ Tát thôi. đây là nói từ trên quả báo hai câu này đều là nói quả báo nói từ trong hoàn cảnh sống trước mắt chúng ta đây có nhân cần phải có duyên duyên là gì vậy duyên là phải gần gũi thiện tri thức thường nghe thiện tri thức chỉ dạy Thiện tri thức từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta. Điều này rất quan trọng. Không có người nhắc nhở. Chúng ta sẽ quên mất. Phạm phu sáu cõi rất dễ hay quên. Đặc biệt là chúng ta sống ở trong hoàn cảnh hiện nay. sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều là đang cám dỗ chúng ta đi vào đường tà không phải chánh đạo cho nên điểm này là vô cùng quan trọng nhất định phải gần gũi thiện tri thức thì tri thức chúng ta tìm không ra thì ở đâu vậy chư phật bồ tát là thiền tri thức chư phật bồ tát không ở trước mặt chúng ta thì chúng ta cúng dường hình tượng chư phật bồ tát hằng ngày chiêm ngưỡng hình tượng chư phật bồ tát cung kính lễ bái hình tượng phật bồ tát Mỗi ngày đọc tụng kinh luận Đây chính là gần gũi chư Phật Bồ Tát Tôi ở đây Giúp chư vị đồng tu Hiểu được nghĩa lý Sâu xa Của kinh luận tuy chúng ta cách nhau rất xa hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật chúng tôi mỗi một buổi diễn giảng đồng thời có tải lên internet dùng internet để truyền bá như vậy sẽ tiện lợi rất nhiều hiện nay khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển gần đây tôi có xem thấy còn tiến bộ hơn internet dùng điện thoại điện thoại gửi phát có thể đem hình ảnh gửi phát phóng lớn lên trên màn ảnh rộng là giống như xem phim vậy mấy trăm người có thể cùng lúc làm việc chung với nhau thí dụ chúng ta ở singapore cùng với đồng tu ở bên trung quốc mỹ mấy trăm người cùng nhau mở hội nghị lợi dụng cái công cụ này là giống như ở một phòng học một gian phòng vậy cái khoa học kỹ thuật này là vừa mới triển khai hiện nay giá tiền rất đắt Một cái máy này Máy không lớn Hiện nay theo giá đô la Mỹ Là khoảng 80 ngàn đến 100 ngàn Tôi nghĩ qua hai năm nữa Qua hai năm nữa nó sẽ tiến bộ Giá tiền sẽ thấp xuống Sẽ ngày càng phổ biến Chúng ta liền có thể Chuyển việc truyền bá Từ mạng Internet Qua khoa học kỹ thuật cao này theo đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì toàn bộ địa cầu không phải là một thôn nữa không phải một nhà nữa mà là một căn phòng chúng ta cùng ở trong một giảng đường học tập đây là điều mà người trước đây không thể tưởng tượng ra được không những âm thanh hình ảnh của chúng ta mượn khoa học kỹ thuật truyền bá đến toàn thế giới vào tận nơi hẻo lánh cùng một đạo lý một kinh điển của phật giáo lời giáo huấn của thánh nhân thế xuất thế gian những loại sách xưa này đều có thể lợi dụng những phương thức này để truyền bá đến toàn thế giới đương nhiên số lượng quá lớn chúng ta cần phải tóm tắt lại giống như bộ kinh này chúng ta tóm lại một đoạn này là đủ rồi đoạn này là phần đặc sắc nhất ở trong bộ kinh này Chúng ta đem những lời văn này tải lên Internet, tải vào trong công cụ truyền bá, truyền ra đến thế giới, tận nơi hẻo lánh. Đem đoạn văn này phiên dịch thành văn tự của mọi quốc gia. Chúng ta giảng giải cùng lấy đoạn này làm trung tâm đoạn này làm chủ cho nên chúng ta cần phải khẳng định mạng sống không phải chỉ một đời ngắn ngủi tạm bợ này chúng ta có đời trước chúng ta còn có đời sau cái thân mạng này là có sanh tử nhưng huệ mạng của chúng ta không có sinh tử. Sát thân có sinh diệt, pháp thân bất sinh, bất diệt. Pháp thân là thân thật của chúng ta. Thiền Tông thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là cái bất sanh bất diệt cái đạo lý này ở trong kinh lăng nghiêm phật nói vô cùng cặn kẽ nếu như chúng ta đọc kỳ suy nghĩ thật sâu thì có thể tiếp nhận điều ngài nói có lý có lý nhất định có sự Lý sự không hai Những đạo lý này quá sâu Phạm phu chúng ta Nghiệp chướng Phiền não quá nặng Không nhìn thấy Những điều này bậc thánh hiền giảng dạy cho chúng ta chúng ta cũng rất khó có thể thể hội được những nguyên nhân này nhà phật gọi là nghiệp chướng sâu nặng sao gọi là nghiệp chướng vậy sự chấp trước từ tư từ, từ lợi đây là nghiệp chướng chấp trước kiên cố từ tư từ, 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 từ lợi chấp trước kiến cố tham sân si mạng chúng ta có loại tính chấp này đã chướng ngại trí tuệ đã chướng ngại thiền căn thiền căn với cái này là hoàn toàn tương phản phật nói ba thiền căn của pháp thế gian là không tham không sân không si chúng ta có đầy đủ tham sân si ý nghĩ tham sân si tăng trưởng từng ngày thì thiền căng không còn nữa thiền căng đến khi nào mới sinh khởi được vậy đoạn tham sân si thì căng liền sinh tham sân si từ đâu mà có từ tư tự lợi cho nên tự tư tự lợi là khóc chúng ta phải chuyển từ chỗ này chúng ta phải đích thực học phật bồ tát quên mình vì người nhìn thấy người ta có khổ nạn hy sinh mạng sống của mình ngay đó không tiếc hy vọng người khác lìa khổ lìa nạn tại sao nói hy sinh mạng sống ngay đó không tiếc đối với ngã không chấp trước không có tự tư tự lợi cái thân này xả bỏ rồi sẽ được cái thân trang nghiêm hơn cái thế giới này xả ly đi rồi sẽ sinh về thế giới trang nghiêm hơn đây là chân tướng sự thật phật nói cho chúng ta biết mười phương thế giới đều là ở chỗ sinh về của chúng ta không nên cho rằng ở trong hư không này Biết bao nhiêu tinh tú Không có quan hệ gì với chúng ta Đó là sai rồi Mỗi một tinh cầu Mỗi một khu vực Chúng ta đều đã từng sống tại nơi đó rồi Tương lai có lẽ Sẽ còn đến đó sống sao Sao nói là không có quan hệ Cho nên giáo dục phật giáo chúng ta dùng cách nói hiện nay địa lý của giáo dục phật giáo địa lý là gì vậy là tất cả các tinh cầu ở trong hư không không phải giới thiệu với bạn một cái thành phố này một cái tỉnh này một khu vực này một, này một quốc gia này không phải vậy cái không gian hoạt động đó quá nhỏ bé phật nói với chúng ta không gian hoạt động của mỗi người chúng ta là khắp pháp giới thấy đều có quan hệ với chúng ta chúng ta đối với những hoàn cảnh đó hoàn cảnh địa lý hoàn cảnh lịch sử hoàn cảnh văn hóa hoàn cảnh nhân sự đều phải biết rõ Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Quan cảnh của thế giới hoa tạng Của Phật Tỳ Đô Giá Na Nói tỉ mỉ như vậy Chúng ta tương lai Phải đi đến nơi đó Quan cảnh của thế giới cực lạc Phật ở trong Tịnh độ Ba Kinh Đó là chỉ chuyên giới thiệu Thỉnh thoảng khi giảng kinh nhắc đến Phiến diện không phải hoàn chỉnh Có mấy trăm bộ kinh Đều nhắc đến thế giới Tây Phương cực lạc là... Cái sự việc này đâu phải là giả Thế giới Tây Phương cực lạc Là, là chí thiện viên mãn Cho nên chúng ta quyết định Phải tu thiện pháp Phải có cái nhận thức này Kinh văn phía dưới Nói cho chúng ta biết Ngôn thiện pháp giả Vị nhân thiên thân Thanh văn bồ đề Độc giác bồ đề Vô thượng bồ đề Giai y thử pháp Vị nhi căn bản Nhi đắc thành tựu Cố danh thiện pháp Đến đây là một đoạn Thiện pháp là gì? Ở đây nói ra rồi cái thiện pháp này Ở trong sáu cõi Bạn được thân trời người Trời người là do thiện pháp mà được Thanh văn bồ đề Động giác bồ đề Vô thượng bồ đề Đây là chỗ mà Thánh nhân tu Thanh văn là A-la-hán Tại sao xưng là thanh văn vậy? Là vì họ nghe Phật giảng kinh mà giác ngộ. Cho nên gọi là thanh văn. Bồ đề tức là chánh giác. Những người này không phải phàm phu. Trời người phía trước là cõi thiện ở trong sáu cõi. A-tu-la à, không được xem là cõi thiện. a tu la tuy tu thiện nhưng xen tạm, tham sân si mà nghiêm trọng phước báo mà a tu la hưởng thụ ở thế gian là thù thắng đứng hàng đầu nhưng mà sau khi phước báo hưởng xong không có ai không đọa địa ngục nguyên nhân gì vậy phước báo lớn mà tạo nghiệp nặng tạo nghiệp cũng lớn người bình thường chúng ta không có phước báo giết một người liền phải đi đền mạng là phải sự tử hình người có phước báo lớn giết mấy ngàn người mấy vạn người mấy trăm ngàn người người ta vẫn ca ngợi họ vẫn tán thán họ họ vĩ đại họ sẽ không bị sự tử hình nhưng pháp luật thế gian không thể chế tài họ nhân quả sẽ chế tài họ tại sao vậy giết người hại người chắc chắn là nghiệp ác quả báo tương lai của họ chắc chắn đọa ba đường đây là mê chứ không giác như vậy từ thanh văn giác ngộ rồi độc giác giác ngộ rồi bồ tát giác ngộ rồi pháp bồ đề của thanh văn độc giác bồ tát phương pháp giác ngộ đều là thành tựu từ thiện pháp không có thiện pháp họ vĩnh viễn sẽ không giác ngộ Chúng ta ngày nay học Phật cầu điều gì vậy? Cầu giác ngộ Cầu chánh giác Cầu chánh đặng chánh giác Vô thượng chánh đặng chánh giác Ở chỗ này Phật nói cho chúng ta biết Giác ngộ là Bắt đầu làm từ thiện pháp Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc thường nói Phước chí tâm linh Phước là phước báo Là quả báo thiện quả báo thiện hiện tiền thì tâm cũng liền khai mở cũng sẽ linh thôi sẽ thông minh ra thôi trí tuệ hiện tiền cho nên phật dạy chúng ta phước huệ sông tu đem phước đặt lên phía trước không có đem huệ đặt lên phía trước không phải nói huệ phước sông tu mà nói phước huệ sông tu Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Người không thể không tu phước Không thể không tu thiện Nhất định phải hành thiện tu phước Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dặn đến đây thôi A-di-đà-phật